Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây, ATC nha. Kênh chuyên làm những video clip chia sẻ về quản trị hệ thống, chuyên biệt về cái quản trị hệ thống Agent. Clip hôm trước Phương Nguyễn chia sẻ các bạn cách cài đặt một cái ID, Prime Management Service, RMS. Thì hôm nay Phương Nguyễn sẽ chia sẻ các bạn cách cấu hình. Hôm bữa mình làm được các bước nào rồi, 1, 2, 3 rồi đúng không? Rồi, chuẩn bị tạo các thông tin về ID, RMS Service. Rồi, tạo ID, RMS Server role, tạo CA, ID, Internet rồi. Nay mình sẽ đi tiến hành cụ thể là cấu hình một cái AD Raminate Template và demo cho các bạn coi ở mức file server. Cái phần clip sau tôi hướng dẫn các bạn cái áp dụng cái AD Raminate vào cái agent nha. Thì để chuẩn bị cấu hình thì các bạn cần phải có những cái thủ tục như sau. Thứ nhất là mình làm các bước như chuẩn bị một cái file file server hay là một cái thông mục share ra trên cái ID của mình luôn để lưu cái template có thể xuất ra. Rồi cái nữa là mình sẽ tạo một cái nhóm là group user nè, super user để có quyền trên cái policy. Cái group này nó có tác dụng là nó cấp những cái license cho user đó để mã hóa. Rồi các cái template này, ví dụ mình sẽ tạo một template với Emily để chỉ đọc thôi. Rồi tôi sẽ tạo một hai cái user để tôi test cho các bạn coi ngắn gọn là demo một cái file của shell r nha. Rồi mình sẽ đi vào cái phần demo. Thì đây là cái con Rime service của mình, được chưa? Là mình sẽ sau khi cài xong là mình sẽ khởi động lên. Khoan, để mình kiểm tra lại mấy cái phần thông số này đúng không? Rồi mình sẽ có những cái user là service, nhà là quản lý là chạy service, một cái user Phương Nguyễn hoặc là GSM để chúng mình test. Rồi một cái user cell 1 và R1 và một cái group user, coi nó có chưa? Đây, super user là để mình chạy enable cái nhóm ad quyền cho RMS service. Cell nó có cell 1 hoặc Phương nằm cái nhóm cell. Rồi user R nó có sẵn ha. Rồi để chúng mình test nhé. Rồi bước tiếp theo mình sẽ tạo một cái này gì? Tạo cái file server không? Và hai cái này để mình tạo lưu data. Thì đây tôi tạo sẵn tiết kiệm thời gian không? Tôi tạo là data đó không? Tôi share ra. Nếu các bạn sẽ chọn share ra đơn giản nhé. Chọn share này ra đúng không? Chúng ta sẽ chọn sharing. Chọn xe và phân quyền luôn. Rồi như vậy là xong cái phần xe. Rồi thứ hai nữa tôi cũng tạo RMS service template cũng xe ra giống như vậy luôn để mình lưu cái template có thể export đây. Mình tạo mình xe ra. Được chưa? Này đơn giản mình sẽ làm nhanh. Được chưa? Và cái bạn phân quyền cái RMS service cho nó full quyền để cho nó có quyền write ở trên cái file này. Đó, các bạn đi remove everyone cũng được mà hai cái file server nha. Rồi tiếp tục mình sẽ cấu hình. Sau khi chuẩn bị xong á, là chúng ta sẽ tạo cái AD Write, đúng không? Active Directory Write Management Service. Khi các bạn tạo lần đầu tiên á, nó sẽ có báo cảnh báo cái pop-up. Đó, cái cảnh báo này là liên quan đến CA thôi. Chúng ta sẽ chọn Continue. Sau khi chúng ta, đây là cái giao diện mà CA bữa AD Write Management Server Lister bữa chúng ta cài, đúng không? Đây là tên không? CA đường dẫn. Đó, cái URL của chúng ta mở cái cây đó ra. Ta mở lên rồi, bảo vệ lên nha. Rồi, đầu tiên bước 1 chúng ta sẽ add cái user theo đúng là mình sẽ cấu hình được trên hướng dưới. Thì đây mình sẽ đầu tiên mình sẽ vô cái phần secure policy. Tức là cái phần mà chính sách về bảo mật thì mình sẽ chọn cái phần group super user nè. Đó, thì super user nó đang bị disable. Chúng ta phải enable cái super user lên, thành viên super user nó sẽ cấp quyền cho những sử dụng license nè. Khi mà nó request một cái license từ AD Raman Lister từ server của chúng ta cho phép chúng ta mã hóa, được chưa? Tức là khi mà cái document cái liệu chúng ta sử dụng cái này để nó thao tác. Rồi tại đây chúng ta sẽ click vào enable, thì tại đây chúng ta sẽ chọn group user. Đây tôi có rồi đúng không? Rồi chúng ta khi mà các bạn enable thì các bạn chỗ này nè, chúng ta sẽ gõ cái nhóm chúng ta vào, nhóm tên là group user. Rồi để đây chúng sẽ có, ở đây tôi đã add rồi, cho nên nó hiện nó lưu sẵn. Rồi ở đây mình sẽ chọn RMS nè. Copy cho nó chính xác đúng không? Đừng sai, mình sẽ paste vô. Ok chưa? Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ chọn OK. Như vậy là thứ nhất là chúng ta sẽ cấu hình cái base user enable. Cái thứ hai là gì? Đây là cho dễ. Rồi chúng ta sẽ cấu hình một cái vị trí, tức là mình chỉ định cái phần xuất cái file template. Để cấu hình template chúng ta chọn vào trust policy. Được chưa? Ta sẽ chọn vào Write Policy Template. Đó, ta sẽ nhấp phải, ta chọn Policy.
ở đây nó có sẵn rồi đúng không? Do tôi đã add sẵn rồi. Nếu mà các bạn nào mà chưa có thì các bạn phải check vào enable, mặc định nó không có enable đâu, chúng ta sẽ click vào là cái export này nè. Sau đó mình sẽ chỉ cái đường dẫn nó ra. Tức là cái phần mà file xe nãy của mình á, chỉ tới RMS template. Được chưa? Xác định vị trí lưu của cái file chính sách template mẫu á ở ở đâu, ở thư mục này. Template này nó sẽ được cấu hình trong database và nó cũng có lưu một bảng ở vị trí này, nghĩa là lưu trong database, nghĩa là lưu bảng này MIRROR. Được chưa? Vị trí này nó sẽ có quyền ở đường dẫn. Đường dẫn này là file xe, chúng ta chọn OK. Như vậy là xong cái bước thứ hai, bước thứ nhất, bước thứ hai. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái template ra policy nha. Để tạo template thì các bạn chọn ở đây. Đó, chúng ta sẽ nick vào ở đây. Đây này các bạn thấy không? Có thể tạo là create new template. Được chưa? Đó. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ add new. Ở đây ví dụ như từ đây là tôi tạo là viết ảnh đi. À, tạo template là viết ảnh đi như cái lát của mình đúng không? Viết ảnh đi. Cái tên là viết ảnh đi. Hay là nào vi phê viết ảnh đi đúng không? Đặt tên. À, thôi đặt tên là viết ảnh đi để cho nó chắc, cho nó giống. Rồi, ở đây mình sẽ mô tả là viết ảnh đi. Rồi chúng ta sẽ chọn vào S, ở đây ngôn ngữ mình chọn S nha. Rồi tại đây chúng ta sẽ next. Rồi tại đây nè, cái bước này quan trọng, vui lòng xác định user hoặc nhóm có quyền làm việc với các cái nội dung mà được bảo vệ sử dụng cái template này, tức là cái có thể là document, có thể là file, có thể là email đúng không, hoặc là sharebox. Một số quyền không được click comment write enable, thì tại đây chúng ta click vào nút S. Thì tại đây này mình, các bạn phải điền thông tin của một email user nha, cái dạng mà dạng user UBN á, tức là user, nếu các bạn có email thì có gọi email, còn các bạn nào mà có user mà dạng icon local á thì chúng ta sẽ gõ vào đây. Thì lúc nãy mình sẽ có hai cái là cell 1 và R1 đúng không, chúng ta sẽ gõ vào đây, chúng ta test, chúng ta gõ cell 1 được chưa, chúng ta có thể ra ở đây nè, chúng ta gõ đây cell 1, chúng ta sẽ check name đúng chưa, gọi nhất một cái. Tại sao khi lít check có nghĩa là local thì nó sẽ lấy cái gì tác lớp tính lab, nhưng mà cái đây nó sẽ trường email, do mình có địa chỉ email của cái trang của mình, nó sẽ lấy ở trên đây email các bạn. Rồi các bạn, rồi sau khi add user cell 1, rồi tại đây nè, quyền của cell 1 icon phương nguyễn blog.com nó có quyền gì. Ở đây ví dụ mình sẽ cho nó là quyền full, được chưa, chưa thứ nhất là full nè. Rồi mình sẽ add user thứ hai là HR1, mình cho nó chỉ đọc thôi, không có quyền này. HR1. Ok chưa? Rồi, tại đây nè. Sale thì mình cho nó là full, còn HR1 thì chỉ cho view thôi. Không cho in luôn nha. Đó, thì một chút mình sẽ test lại. Rồi ok chưa? À, chỉ view thôi nè. Chọn view, ok chưa? Rồi. Như vậy, chọn next. Ở đây chúng ta có thời hạn xác định hay không, mình không cần thì mình cho next luôn. Có nghĩa là mình cái quyền này mình có thể gia hạn theo khoảng từ ngày đến ngày, có thể từ ngày nào, rồi license này hết hạn khi ngày nào, chúng ta không cần, chúng ta net luôn. Rồi bước tiếp là xác định điều kiện, mà gọi là các cái điều kiện mà để bảo vệ cái tài liệu của chúng ta, không ví dụ thấy enable để protect view, có thể là cho nó chạy mà nếu sử dụng add on, hoặc là yêu cầu mỗi lần mà cấp cái là cấp license để nó disable cái cache ở dưới thì chúng ta check vào. Có nghĩa là mỗi lần nó request lên nó sẽ nhập cái tài khoản, cái password để chúng ta kết nối. Không, để tránh có cái cache á thì chúng ta disable đi, tức là nếu mà bạn không check thì nó sẽ lấy cái cache ở trên mác là không cập nhật, chúng ta check. Rồi, nếu mà các bạn xác định thêm một số thông tin em ứng dụng trên thì có cần không? Nếu mà enable chúng ta add thêm rồi. Còn không thì thôi. Rồi, tại đây chúng ta xác định cái đường dẫn. Nếu mà các bạn có website hay gì đó, chúng ta sẽ add ngay đây. Còn đây mình nội bộ là không cần. Rồi xong chúng ta sẽ phí này. Rồi. Đó là cái tạo một cái template với ly. Ok, sau khi chúng ta có hình xong rồi đúng không? À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành test demo nè, file server document thì chúng ta sẽ tiến hành log on vào cell 1 hay R1. Thì cái cell 1 á, cell 1 thì cũng giống như Phương Nguyễn, thì apply template cell. Và ví dụ đây nè, tôi có cái template cell hoặc là readly đúng không? Và cell, cell là quan trọng cho nên nó full nè. Phương Nguyễn hai cái đây là full rồi đúng chưa? Ok. Như ý là HR sẽ là view thôi. Rồi, chúng ta sẽ đưa từng cái. Ví dụ như tôi có
cái đây là xe con một nè, đăng nhập tại xe con một, mình sẽ tạo một cái đúc của mình đúng chưa, và chúng ta sẽ lưu ở trên file không, và sau đó chúng ta sẽ lắp vào cái user HR1 thì nó chỉ có quyền view thôi, không in được luôn. Đó là xong cái element của mình rồi. Đây là cái giao diện của cell phần 1 đúng chưa? À, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái đúc của mình. Mình tạo một cái file. Đúc của mình có thể là cell hoặc là word nha các bạn. Cell dưới đây tạo word. Giống như cell hợp đồng đi ha. Cell mình cắt. Rồi, lưu. Mở lên. Giống như đây là sale C1, hợp đồng của C1 đi ha, hợp đồng. Rồi, lưu. Rồi, bước tiếp theo là để sau khi tạo ra một cái gọi là content để mà bảo vệ, protect content cái này, gọi là publisher là thằng C1 nè. Rồi, để tạo mà kết nối tới, chúng ta click vào cái info nè, quần nha. Rồi, chúng ta để protect đúng của mình, control các loại thay đổi. Rồi nó sẽ rồi tắt đó của mình, tại đây nó sẽ chọn là restrict nè, restrict cấp quyền cho những người nào, trong khi chúng ta remove và edit thì tại đây chúng ta sẽ kết nối tới write connect to write management server and get internet, click vào đây. Lần đầu tiên á thì nó sẽ hiện cái tài khoản ta đăng nhập, chính là cái tài khoản mà chúng ta add phần quyền ở trên cái admin script của chúng ta, thì tại đây chúng ta sẽ đăng nhập chính là cái cell 1 nha các bạn. Bây giờ nó sẽ load đầu lót cái template mà cái cell với lại cái template cell với cái link chúng ta đó mà đăng nhập vào. Rồi các bạn có muốn nhớ không thì chúng ta nhớ, còn không thì chúng ta chọn ok. Sau khi mà nó đăng nhập xong á, nó sẽ lấy đầu lót hai cái template mà trên server đây nè, đầu lót hai template này xuống mà nó apply đây, logon không thể chứng thực thất bại. Sao chụp được đúng là ta đúng bát à, à nó ok, nó load được rồi nè các bạn, không đúng bát nó cũng chơi luôn. Rồi sau khi chúng ta kết nối tới nè không, thì nó sẽ lấy ngoài cái hai cái template mặc định á, thì nó có hai cái template này là template cũ Word bình thường chúng ta, thấy chưa? Thì đây á là nó lấy được cái template ở trên ADRAM service của chúng ta rồi này không, RMS, thì nó chọn cái nào cũng được, ví dụ ở đây tôi chọn là template cell. Được rồi, thì template này nó sẽ có thể ngăn bạn mở một cái file trong tương lai hoặc có nhớ apply không, chúng ta chọn khó. Thì tại đây chúng ta sẽ lưu lại cái cell lại, thì tại đây chúng ta có thể view lại nè, view permission nè, các bạn nhìn thấy không, thì ở template cell này nè nó sẽ apply với cell 1 này nè thì nó toàn quyền. Ok, giờ chúng ta sẽ lưu lại. Rồi chúng ta sẽ lưu cell cái này lên trên file server để chúng ta sẽ test log on những cái user ta copy cũng được, chúng ta sạc sạc nv phương slv c02. Rồi chúng ta sẽ lưu luôn cái mục data nè, file server chúng ta đó, rồi cell contract của cell 1 lưu, được chưa? Rồi chúng ta sẽ sign out và sign in vào cái cell HR1 thì chúng ta sẽ test cái ngữ cảnh là lúc nãy cell là full nhưng mà HR là chỉ view thôi, ok chưa? Rồi như vậy là cái phần test RMS file nha, chúng ta chọn more choice, chúng ta chọn vào HR1, chúng ta log on HR1. Thì cái trường hợp này áp dụng là đối với đối tượng là file server, mình có thể lưu là Excel hay là lưu hoặc đều được ở đây. Rồi để truy cập chúng ta sạc sạc D02 data đúng không. Rồi cái nãy mình lưu là cái gì, cell contract nè. Đó, mình mở lên coi nha, copy về cũng vậy. Đây các bạn đang kết nối tới computer RAM service đó, thì các bạn khi tích chúng ta view nè, nè rõ ràng các bạn nhìn thấy không, là đối với R1 nè, user current đã chứng thực thì R1 mình đang chạy current có nghĩa là user đang log on chính là R1. Thì R1 đang chạy template là template cell 1. Thì làm gì? Ở đây chỉ có view thôi. Còn các cái quyền edit, copy, print cell gì đó, no. Thì nó apply đúng cái quyền ở trên cái RAM chúng ta này, không?
chưa? Hay là mọi người chỉ có cái check view này các bạn thấy không? Không có quyền định luôn. Còn cái sale thì nó full rồi nè. Được chưa? Tôi up là hai cái nào cũng được nha. Rồi, chúng ta sẽ coi nè, chúng ta viết file nè. Này, cái nút in nó mờ luôn nè, không có quyền định luôn nè. Không có quyền save as luôn nè. Như vậy thì chúng ta sẽ xong cái bài lab là cái gì? Rồi tách được document của cái ông sale, những cái hợp đồng mà nhân viên khác hoặc là nhân viên ở đây là chúng ta tạo một cái nhân viên nha, các bạn có thể tạo theo group cho nó dễ, chứ có bao nhiêu nhân viên thì nó add nó bị đuối. Thì đây là nó cho mình add cái đối tượng là group nè, mình tạo một cái nhóm đây không, o group nè, thì đây mình test lab đơn giản thôi cho các bạn dễ nhìn dung. Đó đó là cái ngữ cảnh đầu tiên là test lab áp dụng cho các bạn là mô hình. Ở đây nó mờ, chúng ta chỉ có view vậy thôi, ok chưa? Rồi như vậy là xong cái bài lab đầu tiên là cấu hình ID Prime Specific áp dụng cho file server document. Các bạn có thể áp dụng được đối với môi trường file server nội bộ các bạn. Rồi tóm lại, biết hôm nay Nguyễn chia sẻ các bạn cái gì? Hôm trước là cài đặt rồi, hôm nay là cài đặt hướng dẫn các bạn cách cấu hình áp dụng một cái directory Prime Specific dành cho file server để bảo vệ cái đối tượng là gì? Word Excel. Ở đây là cái hợp đồng của ông sale á, các bạn. Rồi. Clip sau Phương Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn cái đối tượng là exchange nha, nó cũng liên quan đến cái phần mà gửi mail nhận mail để chúng ta bảo vệ cái thông tin, nó nâng cấp một cấp. Rồi thấy là chủ đề rất là hay, nếu các bạn cảm thấy hữu ích cho các bạn hãy cho like, share để tạo động lực cho Phương Nguyễn chia sẻ những clip sau nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau.